Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý bà con mình đã đồng hành hỗ trợ cùng với Tiến Dũng như là kênh của Châu Phú để trợ duyên với chùa của Sư Cô 200 thùng mì để kết hợp với các Phật tử của chùa Tân Phước phát 2 tấn gạo và nhu yếu phẩm, và đặc biệt là nhà thuốc Ngại Núi Liên Hoa Sơn Mỹ Lộc đã hỗ trợ là tổng cộng là 400 bịch thuốc. Thì hôm nay phát trước là 200 bịch, rồi ngày mai này phát ở Bạc Liêu là 200 bịch nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Lần đầu tiên Tiến Dũng và tu sĩ Thanh Hòa cùng với cô Tư thân ái mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Và ngày hôm nay Tiến Dũng và Thanh Hòa cùng với cô Tư kết hợp với kênh của em Châu Phú để mà đến nơi đây là chùa Tân Phước, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để kết hợp cùng với Sư Cô để phát 200 phần quà trợ giúp cho bà con khó khăn, những hộ nghèo ở tại nơi địa phương. Thì hôm nay Thanh Hòa cùng với cô Tư đi đến ngôi chùa này, Thanh Hòa thấy như thế nào Thanh Hòa? Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì hôm nay vào buổi chiều của ngày 18 tháng 2 cũng nhằm ngày 27 tháng 3 năm Giáp Thìn, thì thực thi theo cái tinh thần của các nhà mạnh thường quân luôn luôn lúc nào cũng đồng hành với Tuấn Dũng để mà làm những cái phận sự của riêng mình, tức là đi các cái nơi vùng sâu vùng xa, và nhất là hôm nay trên cái tinh thần liên kết cùng các tôn giáo bạn tại nơi ngôi chùa Tân Phước của cái xã Bình Thạnh Trung của cái huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp, hôm nay với một cái tinh thần rất là vui vẻ, tức là hợp tác cùng nhau để góp phần giúp đỡ cho bà con nghèo khó khăn để khích lệ tinh thần trong cái con đường tu thân hành thiện. Thì giờ đây do cái buổi chiều và cái tuyến đường xa cho nên trong cái tâm từ bi của các vị mạnh thường quân luôn luôn lúc nào thì chúng tôi cũng đồng hành để là thực hiện cho nó được hoàn thiện hơn. Thì giờ đây Tuấn Dũng cũng như Thanh Hòa, cô Tư và tất cả quý bà con cô bác mình sẽ tranh thủ thời gian vào bên trong để kịp giờ phát quà cho bà con mình, vì bà con hiện giờ bên trong cũng đang chờ. Yeah. Cho nên rất là cảm ơn toàn thể quý bà con cô bác mình đã hướng mắt theo dõi cái kênh của Tuấn Dũng để trong cái việc thiện nguyện được hoàn thiện hơn và thành công tốt đẹp hơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Tư hôm nay thấy như thế nào cô Tư? Cô Tư thì bây giờ coi như là rất là thoải nhiên. Như thí dụ làm tất cả những cái gì không biết, nhưng mà hôm mà đi làm từ thiện cho bà con được nhờ thì luôn lúc nào tôi cũng vui chứ. Yeah. Dù cho xa gần là khổ cực như thế nào cũng vậy. Yeah. Sẵn đây thì Tiến Dũng cũng xin báo cáo cái phần quà hôm nay để mà cho bà con mình được biết qua cái việc làm của Tiến Dũng như là Thanh Hòa cùng với cô Tư và em Châu Phú. Thì hôm nay bên chùa thì Sư Cô đã thông báo là đã có 2 tấn gạo rồi. Yeah. Sư Cô đồng hành cùng với các mạnh thường quân của Tiến Dũng và Châu Phú, thì hôm nay Dũng sẽ chích ra một số tịnh tài của bà con mình đã gửi để làm công tác thiện nguyện. Thứ nhất là anh Lê Giang ở bên Mỹ có gửi 200 đô là 5 triệu để phóng sanh. Thì Tiến Dũng cũng chưa có cái dịp để đi phóng sanh đó, thành ra là hôm nay thì cũng có nói với anh Giang là chuyển qua để phát quà cho bà con mình hôm nay, là phần của anh Giang là 5 triệu, anh Giang Lê ở bên Mỹ. Thứ hai là Zalo của Duyên Đô Ly gửi giùm chú Tư Khải giúp một cái ca bệnh của cô Tư đó, cô Tư 500 ngàn đó, nhưng mà cái ca đó bây giờ gia đình đã ngưng, tạm ngưng nhận, cho nên thành ra chuyển qua phát quà luôn là 500 ngàn. Thứ ba là anh Bùi Quang Thiện chuyển khoản ngày 21 tháng 3 500 ngàn. Thứ tư là anh Phạm Thanh Sang chuyển khoản ngày 15 tháng 3, nội dung là gửi từ thiện 100 ngàn. Thứ năm là mạnh thường quân chuyển khoản không ghi tên, ghi là giúp hoàn cảnh, chuyển khoản ngày 15 tháng 3 là 500 ngàn. Thứ sáu là em Mỹ Lộc Liên Hoa Sơn Ngãi Núi có gửi vừa qua là ủng hộ đợt trước đó, là phát tâm 1 tấn gạo là 17 triệu thì phát ở trên núi, núi Cấm hôm bữa là 7 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo là đi Cà Mau vừa rồi là 8 triệu, thì hôm nay còn 1 triệu rưỡi của em Mỹ Lộc để cùng vô phát quà trong ngày hôm nay. Thì tổng cộng số tiền bà con mình hôm nay là 8 triệu mốt. Thì Tiến Dũng và Thanh Hòa cũng như là Châu Phú, bên kênh của Châu Phú thì 100 thùng mì, còn bên của Tiến Dũng này thì cũng 100 thùng mì là 7 triệu 3.
thì còn lại 800 ngàn để làm sợ phí cũng như là đi xe cộ và đổ xăng để mà đến lắp giò đây phát quà, rồi sau đó sẽ trong buổi chiều này mình chuyển đi Bạc Liêu luôn. Bạc Liêu luôn bà con. Rồi xin mời bà con mình vào bên trong. Vâng, xin trân trọng kính mời quý vị mình vào bên trong để thực hiện qua chương trình phát quà cho bà con. Anh Di Đà Phật. Dạ vô chút. Dạ. Rồi chào hết mấy cô nghe. Cô chào cô nha. Dạ. Dạ. Dạ hôm nay nhận quà vui không bà? Vui không? Hả? Vô 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 nha. Vui. Anh Di Đà Phật. Dạ dạ. Dạ cô chú. Dạ chào Phật, dạ chào sư cô. Dạ mô Phật. Dạ sư khỏe không sư cô? Khỏe nè. Dạ. Còn đại gia không? Vậy hả, đại gia cơ mà. Ôi sớm giờ đi đâu dữ vậy trời. Đi lạc đường qua bên kia sư cô ơi. Ôi ở đây trời quá trời luôn. Rồi bây giờ tên quà đâu rồi? Dạ Di Đà Phật. Tên Dũng mới tái, Dũng Dũng rồi. Dạ con. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả quý sư cô, quý vị trong đại diện trong chùa Tân Phước, cùng kính đến các ban ngành đoàn thể của xã Bình Thạnh Đông, Bình Thạnh Trung. Kính đến toàn thể quý Phật tử, quý cô bác càng xa kính mến, thưa quý vị, thì giờ đây với một cái niềm vui mừng trong cái duyên lành đồng hành cùng với cái việc thiện nguyện của các nhà mạnh thường quân và đồng hành với một cái tâm lành của bé Tường Lam, hôm nay thì các sư cô, sư thầy ở chùa Tân Phước đã liên kết cùng với Tuấn Dũng, Diệp Cầu Nhân Ái cũng như Châu Phú Thiên Cẩm Sơn, hôm nay trước là đến thăm sức khỏe và cô bác mình ở nơi cái làng quê hương của Lấp Giò, Đồng Tháp, và đồng thời cũng thực hiện qua cái chương trình gieo duyên lành, cấp phát những cái phần quà yêu thương, xem như đây là một cái tình thương trang trải trong những cái lúc khó khăn. Thôi thì giờ đây để do cái tuyến đường xa, đoàn cũng đã đi lạc hết một khúc đường, làm cho bà con mình cũng chờ đợi hơi khá lâu, mong rằng quý vị mình cũng niệm tình quan hệ cho. Và giờ đây để tiếp tục theo cái chương trình cấp phát quà cho nó được là thành công, tốt đẹp và vui vẻ, thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Lành, đại diện cho địa phương, sẽ có vài lời phát biểu nhân buổi cấp phát quà này. Xin trân trọng kính mời cô. Anh chị Đà Phật. Kính thưa Thanh Hòa và Tuấn Dũng, đại diện cho cái nhịp cầu nhân ái cùng các cô chú theo đoàn. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các cô chú anh chị em của xã nhà, thì lời nói đầu tiên cho tôi thay mặt địa phương xin gửi lời tới quý nhà tài trợ, nhà hảo tâm, lời và quý bà con lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay nhân ngày vía mẹ Quan Âm ngày 19 tháng 2, bằng tấm lòng nhân ái là chia sẻ cộng đồng, đoàn của Thanh Hòa, Tuấn Dũng, nhịp cầu nhân ái đã phối hợp với chùa Tân Phước là xã Bình Thạnh Trung tổ chức phát quà cho 200 xuất quà cho hộ khó khăn trên địa bàn xã. Với tình cảm và tấm lòng cao đẹp của quý vị đã góp phần giúp cho hộ gia đình vượt khó khăn để chăm lo trong cuộc sống. Và thời gian tới, địa phương cũng hy vọng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tiếp tục sự quan tâm và hỗ trợ đến chính quyền, đến cái chính sách an sinh xã hội của địa phương. Một lần nữa thay mặt chính quyền địa phương và chùa Tân Phước xin chân thành cảm ơn những tấm chân thành và những hỗ trợ của quý mạnh thường quân dành cho địa phương. Xin trân trọng kính chào. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì
đại diện cho chính quyền sở tại cũng đã có vài lời phát biểu chân tình trên cái tinh thần quan tâm chăm sóc đời sống khó khăn của tất cả bà con nghèo trong cái địa phương quê hương của chúng ta. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn cô cũng đã phát biểu chí tình chí nghĩa để thể hiện cái tinh thần quan tâm bà con khó khăn trong cái địa bàn. Giờ đây thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu liên tục chương trình, xin mời cô Như Nghiêm, tức sư cô, đại diện cho chùa sẽ có vài lời phát biểu nhân buổi cấp phát quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời sư cô. A Di Đà Phật, mời quý vị cho chàng pháo tay ủng hộ tinh thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chính quyền địa phương các cấp và đoàn thiện nguyện trong cái ban từ thiện nhịp cầu nhân ái, quý vị không phụ lời mời của sư cô ở chùa Tân Phước. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 là nhân ngày vía của mẹ Quán Thế Âm, là vị Phật hay phát nguyện để cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Do vậy chùa Tân Phước cũng được cái duyên lành là được nhịp cầu nhân ái Tuấn Dũng, Châu Phú cũng như là Thanh Hòa đã không phụ lời mời của sư cô ở chùa Tân Phước để trở về nơi địa phương. Vùng đây cũng là cái vùng sâu xa, vùng hẻo lánh, được đi thì khó đi, cho nên quý vị phải đi lạc hết mất cả tiếng đồng hồ. Do vậy mà thời gian nó phải trễ cho quý bà con, xin biết bà con cũng hoan hỷ. Nhưng với cái sự là phát nguyện của cái nhịp cầu nhân ái này luôn luôn lúc nào cũng tạo cái điều kiện thuận duyên để cho những cái gia đình mà gặp khó khăn được an vui trong 5-3 ngày gì đó thì cũng ấm lòng cho bà con. Do vậy chùa Tân Phước không quản ngại cái sự là khó khăn. Đây là cái địa phương coi như là dùng giải sống cũ, nó cũng nghèo, thiếu thốn đủ mọi phương diện. Nhưng mà ở đây thì còn đỡ hơn những vị ở trong quê, trong những cái con kinh đào, thành ra gặp khó khăn nhiều lắm. Cho nên nói sư cô dù rằng cái thân thì đau bệnh, nhưng cũng không bỏ qua được những bà con của mình gặp khó khăn. Vì vậy mà yêu cầu cho cái đoàn nhịp cầu nhân ái của Tuấn Dũng hoan hỷ trở về đây để giúp cho bà con mình được phát tâm là nhịp cầu nhân ái ủng hộ cho bà con được cả 200 thùng mì. Còn phần gạo thì ở đây có một mạnh thường quân phát tâm được 1 tấn, và ở chùa Tân Phước cũng gom góp cũng là mua được 1 tấn để ủng hộ cho bà con mình chia sớt với nhau trong cuộc sống. Xin quý vị cũng hoan hỷ. Vì sư cô thấy rất là tán thán tinh thần của cái đoàn nhịp cầu nhân ái này, từ An Giang xa xôi tới trên núi Cấm mà quý vị cũng dành một cái thời gian quý báu để trở về đây thể hiện cái tinh thần là Đức Phật dạy bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác tỉnh nhưng cũng chung con của ông trời. Cho nên quý vị trở về đây để giúp cho bà con thì lời nói của sư cô cũng xin với bà con của mình, khi nhận được phần quà tuy không đáng giá là bao nhiêu nhưng cũng là gói ghém trong một cái tinh thần tương thân tương ái với nhau, quý vị cũng hoan hỷ và nguyện cầu ơn trên gia hộ mười phương chư Phật độ cho gia đình của quý vị được vạn sự an lành, kiết tường an lạc, và cũng hồi hướng công đức này cầu siêu cho cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời của mình cũng được trượng thừa công đức, là được sớm vãng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn sư cô Như Nghiêm. Thưa quý vị, vừa qua chúng ta cũng đã cảm nhận qua cái tinh thần sâu xa và cái tâm từ bi bác ái bao la của nhà Phật mà sư cô Như Nghiêm đã thực hiện, mặc dù sức khỏe nó không được tốt mấy, ngồi trên chiếc xe lăn nhưng mà luôn lúc nào cũng quan tâm đến với cái đời sống của bà con nhân dân khó khăn. Cho nên hôm nay đã được chính thức liên kết cùng với kênh của nhịp cầu nhân ái của Tuấn Dũng và Châu Phú
để rồi được cái sự đồng tình ủng hộ của tất cả bà con mạnh thường quân trong và ngoài nước, để cho hôm nay được chính thức trao gửi cho bà con mình đó là 200 phần quà. Ở nơi chùa thì cũng đã gom góp 1 tấn, rồi mạnh thường quân tiếp 1 tấn nữa là 2 tấn, và 200 thùng mì. Thì hôm nay phải nói là chúng tôi rất là cảm động và tán thán tinh thần của sư cô Như Nghiêm và các sư thầy ở trong chùa cũng đã thực hiện cái con đường thiện nguyện và đúng theo cái lời dạy của nhà Phật, mà đạo Phật là đạo từ bi bác ái dĩ đức hảo sanh khoan hồng đại độ, ti tình thế đổi thay chứ tấm lòng nhân chẳng đổi, lúc nào cũng luôn lúc nào cũng hướng về quê hương, hướng về những người nghèo khó. Cho nên thôi thì giờ đây để liên tục theo cái chương trình các phật quà này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Tư sẽ có vài lời phát biểu cảm nghĩ nhân buổi phát quà này hôm nay. Xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi từ ở trên núi Cấm và núi Dài Năm Giếng để cùng nhau kết hợp với Tấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái mà đến cái ngôi chùa này, thật là quý báu và thật là hân hạnh dữ lắm. Cũng không biết nói gì, thì cũng xin kính chúc tất cả anh chị em, cô bác ở tại địa phương này cũng là rất là bình an vô sự và nhận được những phần quà yêu thương. Thì chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả anh chị em phải đạt được là kết quả và sự tinh tấn của các mạnh thường quân ở xa gần để quan tâm đến quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn cô Tư. Và thưa quý vị, trong cái chương trình của thưa quý vị, mình chậm một chút, ban tổ chức chúng tôi cũng đi ra xe để lấy thuốc liên hoa sơn, tức là thuốc ngải núi. Thì cũng xin thông báo chung với quý vị mình, tức là hôm nay đồng hành với cái chương trình cấp phát quà 200 phần thì cũng có là cô Mỹ Lộc và cô Út Liên Hoa Sơn ủng hộ 200 bịch thuốc ngải núi, thuốc ngải hội núi Liên Hoa Sơn đúng quý vị. Giờ đây thì quý vị mình chậm một chút để đi ra xe lấy thuốc ngải núi Liên Hoa Sơn để kèm vô với phần quà để cấp phát cho bà con mình. Cho nên chậm một phút thôi ha, đang ra xe giác vô thì thuốc ngải núi Liên Hoa Sơn sẽ cút lên liền nè, đang phát thuốc. Rồi bấm đi quên. Này là mấy cái người phát quà là mệt lắm á. Dạ kính thưa quý bà con, thì hôm nay nhà thuốc ngải núi Liên Hoa Sơn Mỹ Lộc có tài trợ thêm là 200 bịch thuốc ngải núi để phát cho bà con mình. Mời cô Tư phát cho tiếp con, cô Tư ha. Bây giờ quý vị mình ship hàng một vô. Gói. Ship hàng một vô giùm đi. Mọi người gói nha cô Tư. Mấy cô quan hỷ thông cảm, ship hàng một vô giùm. A Di Đà Phật. Ship hàng một vô cho trật tự. Xếp hàng một vô cho trật tự dùm đi. Rồi vô hàng một dùm đi con ha. Thông cảm vô hàng một cho có trật tự ha. Hàng một xếp vô, hàng một xếp vô. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, niệm Phật câu ơi cô, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, qua đây nhận thức giải núi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, kinh. Rồi, xong. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, ra ngoài này nhận thuốc. Nhận thuốc ngải núi Liên Hoa Sơn. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, nè ba, nè ba. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Mở nè. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, đây. Từ tiếp với bà già nè. Rồi, đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Mồ Phật. Quá gớt rồi. Rồi, từ từ bà hai. Rồi có bưng cái từ. Rồi Nam Mô Đà Phật. Từng người một. Nam Mô A Di Đà Phật. Một vô, xếp hàng một vô. Rồi đi đứng hàng một vô. Một phiếu. Rồi xong hàng đây. Nam Mô A Di Đà Phật.
mô Phật. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi dậm tay. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nó có số điện thoại của nhà thuốc này không hết. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc sức khỏe nha. Mọi người xếp hàng một vô. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi cô Tư phát thuốc đi cô Tư. Qua bên cô Tư lãnh thuốc kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xin cảm ơn nhà thuốc Ngãi Núi Liên Hoa Sơn Mỹ Lộc đã tài trợ 200 bịch thuốc để giúp cho Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nè, nhận coi nè, nhận 3 phiếu nè. 3 phiếu nè rồi. 3 phiếu. Tại người chị ba nhất ra đi không được. Đi Đà Phật. 2 phiếu. Đi ôm đâu. Trước đi nhau này, trước đi. Bộ phận ấy biết chưa? Đưa ấy phiếu ta gọi đưa ấy đi để tôi luôn mua cái. Rồi cứ từ từ bà con mình cứ bình tĩnh ha. Từ người một nghe Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hai phần. Xếp hàng một vô cô. Một đứng vô. Nam mô A Di Đà Phật con. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi bà con mình vui vẻ hết nghe. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Đi được bên kia chị. Chỗ này người ta đi ra. Rồi quý vị hoàng hà quan hỷ vui vẻ hết ha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Đây, Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý bà con mình đã đồng hành hỗ trợ cùng với Tấn Dũng như là kênh của Châu Phú để trợ duyên với chùa của sư cô 200 thùng mì để kết hợp với các Phật tử của chùa Tân Phước phát 2 tấn gạo và nhu yếu phẩm. Và đặc biệt là nhà thuốc Ngãi Núi Liên Hoa Sơn Mỹ Lộc đã hỗ trợ là tổng cộng là 400 bịch thuốc. Thì hôm nay phát trước là 200 bịch, rồi ngày mai này phát ở Bạc Liêu là 200 bịch nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ba Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đem bạc bà con ơi. Xếp hàng một vô từ từ thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Vui. Nhà xa không? Nhà gần đây. Về lãnh cho em mà nó ba nữ. Ba phiếu cô Phương, ba phiếu. Để đi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đây vô. Tiếp đi Đà Phật. Rồi hai phiếu này. Đây hai bạn nè. Hai bạn. Bưng ra giùm cho nó coi. Ra ra ra. Từ từ chút xíu nữa nhận quà nha. Mình lần lần đi. Tiếp tiếp bên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Gái đây lấy thuốc về cho ông bà cha mẹ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn nhà tài trợ. Nam mô A Di Đà Phật. Lãnh cho ta rồi con mình. Anh trọng cái lời đó. Rồi xếp hàng vô gì ơi, xếp hàng vô. Xếp hàng vô, xếp hàng vô. Dạ, dạ. Nam mô Đà Phật. Dạ, Nam mô đi bà. Cho Nam mô đi bà. Hai phiếu. Có nhấp cái mày không? Nam mô đi Đà Phật. Đây cái lẫm này lẫm nữa. Nam mô Phật. Nam mô đi Đà Phật. Nam mô đi Đà Phật. Dạ, Nam mô. Có giúp đỡ không? Rồi, Nam mô Đà Phật. Dễ bị chạy. Hãy đem vô. Đứng vô. Nam mô. Biết mà lấy à? Hai phần luôn hả? Nè, Nam mô. Rồi, rồi, rồi. Nam mô với Đà Phật. Nam mô với Đà Phật. Trời nhìn đó. Nam mô với Đà Phật. Nam mô với Đà Phật. Trời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn ai đâu? Ai đâu? Hai phiếu đó. À, dạ kính thưa quý bà con, thì hôm nay Tướng Dũng kết hợp cùng với kênh của Châu Phú và các mạnh thường quân của Châu Phú để đồng hành với chùa của sư cô phát 200 phần mì. Tại vì nơi chùa của sư cô thì cùng với các Phật tử đã có đạo rồi, cho nên thì hôm nay Tướng Dũng với thành quà của tôi sẽ đại diện bà con mình đến đây để thăm viếng cũng như là trao gửi những phần quà yêu thương để gửi đến quý bà con những hộ khó khăn, những hộ nghèo ở tại đây chùa Tam Phước. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Hai phiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một phiếu nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, vô đây, vô đây. Vô luôn, vô đây. Rồi vô luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô cần phát thì để con phát này nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
nhận ngải kìa, nhận thuốc ngải kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm Giáp Thìn, là lễ của Đức Quán Thế Âm. Con Phật tử Diệu Xương đến từ thành phố Long Xuyên, bếp cơm chay thiện nguyện không đồng, trong cái nhóm của con hôm nay đến đây để nấu cho đoàn về để mà hỗ trợ quà cho bà con ở tại Rạch Dừa. Là con nguyện xin ơn trên chư Phật, Hồng Ân Tam Bảo, Long Thiên Hộ Pháp tại đạo tràng Tân Phước Tự cảm ứng chứng minh cho lời cầu xin của con. Con cũng xin thay mặt cho đoàn để chân thành cảm tạ những nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã tài trợ những món quà để cho bà con nghèo, và cầu xin ơn trên chư Phật chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi qua đây nhận thuốc. Dạ mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhận thuốc chưa? Qua đây là có nhận rồi. Đã nhận rồi. Mấy chị áo xanh này đã nhận rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Con nhận thuốc chưa? Chú chưa nhận hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quán cơm có 7 vị xe ở Long Xuyên nha. Không cộng đồng á, không đồng á. Có em nè. Cho mấy người mà cỏ từ thiện đây. Nam. Làm cỏ từ thiện phải không? Rồi làm cỏ tặng cho bốn bịch luôn. Trời ơi, tôi quên một que có mười mấy người. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị đại diện cho chính quyền, kính đến sư cô Như Nghiêm và các sư cô sư thầy ở trong chùa Tân Phước, cùng kính đến toàn thể quý vị mạnh thường quân gần xa kính mến quý vị. Thì giờ đây trong cái chương trình cấp phát 200 phần quà cho bà con nghèo khó khăn trong cái địa bàn của xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thì phải nói là một cái buổi chiều tất cả bà con đến đây hết sức là đông đủ, và ai nấy vui mừng để đón nhận cái phần quà yêu thương từ cái tình thương chan chứa dạt dào bao la vô bờ vô bến mà sư cô Như Nghiêm đã thực hiện những cái công tác thiện nguyện xuyên suốt để cho cái chương trình hoạt động đạo sự của chùa Tân Phước ngày càng được phát triển, để đi đúng với cái đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì giờ đây phải nói là chương trình diễn ra phát quà hết sức thành công, bà con đến đây rất đông, rất vui khi nhận phần quà yêu thương này. Giờ đây thì xin trân trọng kính mời sư cô Như Nghiêm sẽ có vài lời phát biểu cuối video hôm nay. Xin trân trọng kính mời sư cô. A Di Đà Phật. Hôm nay chùa Tân Phước được sự nhận lời của Tuấn Dũng, của Châu Phú, thì sư cô rất là không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả nổi cái vui mừng của sư cô.
vì hồi nào tới giờ ở đây sư cô cũng có phát quà, nhưng ít thôi, chỉ là 100% mà tự ở đây cô phát. Nhưng mà hôm nay mà được là cái đoàn thiện nguyện nhịp cầu nhân ái của Tướng Dũng Thanh Hòa về đây, là cô không biết dùng cái lời lẽ nào để diễn tả cho hết được, mà không biết dùng cái bút mực nào để ghi cho tròn được cái sự vui mừng của cô. Thành ra bây giờ dù cho cô nói bao nhiêu cũng không hết được. Thôi thì cô cũng thành tâm cầu xin mười phương chư Phật gia hộ cho cái đoàn thiện nguyện này được vạn sự an lành. Riêng bản thân của Tướng Dũng Thanh Hòa cũng như là quý vị đi chung đây được sức khỏe dồi dào để làm việc lợi ích cho đời, cho đạo. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta là bây giờ chỉ có cái gì đâu. Cô xem mà Tướng Dũng mà bán hai căn nhà để mà dám cho dân hết hết cái phần gạo đó. Rồi cô muốn bán cây, bán cái gì của cô cũng bán. Mà rồi cô đâu có điều kiện được đâu. Thì cô thấy vậy là cái sự phát tâm của Tướng Dũng rất là mạnh. Và nhờ nương theo cái hạnh của bé Tường Lam, thành ra ở đây cũng thôi, dù rằng chùa rất là nghèo, ở đây là chùa nghèo á, nhưng mà cái tâm thì không có nghèo. Thành ra là thôi, thì cũng nhờ ơn trên gia hộ cho quý vị cũng hoan hỷ mà trở về đây với sư cô ngày hôm nay. Thì sư cô cũng rất là trân trọng cái tâm của quý vị, mở rộng cái lòng thương yêu bao khắp đại đồng hết, thì đúng với lời Phật dạy. Thì thôi giờ nói gì nói giờ cũng không qua là cái sự thật của mình. Thôi cũng chúc cho quý vị được vạn sự an lành, toàn gia quyến được bình yên vô sự, sống an lành trong cái tay của ông Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý bà con, thì theo như cái sư cô thấy Tướng Dũng và Thanh Hòa cũng như là cô Tư cùng với bé Thường Lam phát quà ở Phú Quốc, cho nên là sư cô cũng rất là muốn mời bé Tường Lam về để mà cùng cái chung cái chuyến thiện nguyện này. Nhưng mà do gần đây thì gia đình của bé Tường Lam cũng nhiều công việc, cho nên là bé không có sắp xếp để về đây được. Thì hôm nay Tướng Dũng với Thanh Hòa cũng như cô Tư đại diện các mạnh thường quân đến đây để kết hợp cùng với sư cô và các anh chị em Phật tử của chùa để trợ duyên cho bà con mình 200 phần quà ngày hôm nay. Thì phải nói là rất là phấn khởi vui mừng khi thấy bà con của chúng ta, các cô chú anh chị đã đến đây nhận trên một cái nỗi vui mừng được đồng hành cùng với nhà thuốc Ngã Núi Liên Hoa Sơn đã hỗ trợ 200 bịch thuốc, cũng như là các anh chị em Phật tử trong chùa hỗ trợ gạo và các mạnh thường quân của Châu Phú 100 thùng mì, và các anh chị mạnh thường quân của Tướng Dũng hỗ trợ 100 thùng mì để gieo duyên ngày hôm nay. Phải nói là rất là đầy đủ cái công đức. Thì không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả quý bà con mình đã luôn luôn đồng hành cùng với Tướng Dũng, Thanh Hòa và cô Tư cũng như là Châu Phú để mà chuẩn bị tiếp tục sẽ đi Bạc Liêu phát ngày mai này 200 phần nữa. Cảm ơn tất cả quý vị, và chị có đôi lời gì mời chị vô đây nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi của khổ của nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là nhân dịp cái ngày đại lễ của Đức Quán Thế Âm, thì con là Phật tử Diệu Xuân, xin kính bạch với Ni Sư và xin tri ân sâu sắc đến chú Tấn Dũng và Thanh Hòa và một số mạnh thường quân đã ủng hộ 200 phần quà cho bà con nghèo tại Rạch Dừa này, chùa Tân Phước Tự. Thì xin thay mặt cho đoàn thiện nguyện Cơm Chay Không Đồng ở tại thành phố Long Xuyên, thì hôm nay Dự Xuân cũng qua đây để mà nấu thức ăn để hỗ trợ cho đoàn và cho bà con. Thì xin chân thành cảm ơn đến những nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ ủng hộ cho bà con. Xin nguyện hồng ân tam bảo, cầu nguyện xin chư Phật mười phương từ bi gia hộ, Đức Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho những nhà mạnh thường quân và chú Tấn Dũng, chú Thanh Hòa được vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, thôi thì sau cùng trong buổi cuối video hôm nay thì phải nói là rất là vui mừng, rất là ý nghĩa. Thì qua đây Thanh Hòa cũng một lần nữa chân thành cảm ơn các cấp chính quyền của địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để cho chương trình cấp phát quà được thành công và tốt đẹp. Chân thành cảm ơn các sư cô, sư thầy
ở trong chùa cũng như sư cô Như Nghiêm đã phát tâm lành đồng hành để thực hiện cái chương trình thiện nguyện này được thành công và tốt đẹp. Sau cùng cũng chân thành cảm ơn Tuấn Dũng, Châu Phú cũng như Cô Tư và tất cả toàn thể những cái tâm lành, tâm thiện, chúng ta cùng kết nối yêu thương để phụng sự cho đồng bào quê hương. Và sau cùng chân thành cảm ơn toàn thể quý vị mạnh thường quân đã luôn đồng hành tin tưởng Tuấn Dũng để thực hiện cái chương trình thiện nguyện ở mọi lúc mọi nơi, và sắp tới đây cũng như ngày mai tiếp tục chương trình phát 200 phần quà cho bà con ở đồng bào quê hương ở sùng vô vùng sâu vùng xa ở tận Bạc Liêu. Sau cùng mà thành tâm nguyện cầu ơn trên hồng an tam bảo quay lên Đức Phật, Đức Thầy, Chăm Quan, Chư Vị Sơn Thần, năm non bảy núi từ bi gia trì chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị mạnh thường quân và tất cả các sư cô trong chùa và tất cả chư đồng đạo của chúng ta luôn được sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, làm ăn phát đạt để tiếp tục đồng hành phát tâm lành, phụng sự cho đời, cho xã hội và luôn tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Thành tâm hồi hướng công đức lành này cho cửu huyền thất tổ, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Thành tâm hồi hướng công đức lành này hướng về cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức bố thí làm lành này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc, mang kiếp hồng trần xa lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành. Lễ phép kính chào và tri ơn công đức lành tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật.